Sony tái cấu trúc kinh doanh. Máy tính VAIO của Sony đã là một trong những sản phẩm hàng đầu của công ty. Nhưng nay, công ty đã quyết định bán ngạch kinh doanh các máy tính, trong khi báo cáo thu nhập mới nhất của Sony cho thấy lợi nhuận kinh doanh đã phục hồi so với năm trước, nhưng các nhà đầu tư đã để ý nhiều hơn đến quyết định của công ty bán ngạch kinh doanh máy tính của mình cho quỹ đối tác công nghiệp Nhật Bản và tách ra riêng bộ phận truyền hình bị thua lỗ của mình. Các quyết định này cho thấy giám đốc điều hành ông Kazuo Hire có khả năng thực hiện một chương trình tái cấu trúc khó khăn giống như đối thủ Panasonic. Panasonic đã gia tăng gấp 3 lợi nhuận hoạt động sau khi thực hiện một tái cấu trúc toàn diện. Mặc dù cho đến nay, ông giám đốc điều hành đã từ chối áp lực từ các nhà đầu tư phải tách rời bộ phận giải trí của Sony, nhưng những kế hoạch của Sony sẽ củng cố quan điểm là công ty đang đi đúng hướng để khôi phục lại. Tuy phần lớn các phân tích gia xếp cổ phiếu của Sony vào hạng giữ lại, nhưng cũng đã có một vài người cho rằng nên mua bởi vì kế hoạch tái cơ cấu của Sony đã trở nên sâu rộng hơn và nhắm vào trọng tâm của các vấn đề của công ty. Và khi không còn phải lo lắng về máy tính và TV nữa, thì công ty có thể tập trung vào các sản phẩm có nhiều hứa hẹn như điện thoại thông minh Xperia và máy chơi game PlayStation 4. Doanh số bán của các máy tính đang suy giảm, trong khi điện thoại thông minh là nơi mà Sony có thị phần nhiều hơn và một triển vọng tốt hơn. Các nhà phân tích cũng ước tính là PS4 sẽ có được lợi nhuận sớm hơn nhiều so với dự kiến. Vì vậy, Sony vẫn có những sản phẩm để các nhà đầu tư có thể đặt hy vọng. Và với ông Hire cho thấy ông ta sẵn sàng làm những thay đổi cơ bản, thì năm nay có thể là năm công ty Sony chuyển hướng.